Chúng ta sang ví dụ 2, xác định m để hàm số y bằng mx mũ 3 cộng 3 mx bình phương trừ đi m trừ 1x trừ 4 không có cực trị. Bây giờ chúng ta cùng xem cái bậc 3. Bậc 3 nó thường có hình dạng thế nào, hoặc là hình dạng thế này. Hình dạng hàm số thì nó cũng giống như hình dạng trên bảng biến thiên thôi. Như thế này thì hàm số nó lại thế này. Đấy. Như thế này thì hàm số nó thế này. Hoặc là luôn nghịch biến, hoặc là luôn đồng biến. Vậy để cho hàm số mà có cực đại và cực tiểu thì điều kiện là y phải thế nào nhỉ? Y phải bằng 0, nó phải có hai nghiệm phân biệt, cứ có hai nghiệm phân biệt là được. Và điều kiện để không có cực trị thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp này, thì nó ngược lại với trên này. Trên này có hai nghiệm phân biệt thì ở dưới này nó phải là gì? Hoặc là vô nghiệm y phải bằng 0, hoặc là vô nghiệm, hoặc là gì? Hoặc là có một nghiệm kép, thì có nghĩa là điều kiện delta phải bé hơn hoặc có thể bằng 0. Thì từ phân tích này thì chúng ta sẽ có lời giải cho bài toán như sau. Đầu tiên là chúng ta phải tính đạo hàm y phải bằng 3mx bình cộng với 6mx trừ đi m trừ 1. Bây giờ chúng ta lưu ý cái này nó có thể là bậc 2 hoặc có thể không phải là bậc 2, bởi vì cái hệ số A của cái x bình này nó chưa biết bằng 0 hay không. Cho nên chúng ta phải chia ra hai trường hợp, nếu m bằng 0 thì thế nào? Thì y phải bằng gì? Y phải bằng thay m bằng 1, thay m bằng 0 vào, lớn hơn 0. Lớn hơn 0 nên thế nào? Nên hàm số lớn không thôi, kết luận luôn là hàm số luôn đồng biến. Nên không có cực trị. Không có cực trị. Như vậy cái giá trị m bằng 0 là thỏa mãn để cái hàm số đó không có cực trị. Bây giờ chúng ta xét cái trường hợp ngược lại là nếu m khác 0 thì sao? Thì cái này là tam thức bậc 2 rồi, đúng không? Vậy điều kiện để nó không có cực trị là delta phải bé hơn hoặc bằng 0. Vậy cho nên là để hàm số không có cực trị thì thế nào? Thì phương trình y phải bằng 0 phải có gì? Có biệt thức delta, ở đây là delta phẩy đi, phải bé hơn hoặc bằng 0. Điều đó tương đương với gì? Chúng ta tính delta phẩy này trừ 3m bình phương là bằng 9m bình phương trừ với là thành cộng 3m nhân với m trừ 1 thì bé bằng 0. Tương đương với gì? Chia 3 đi thì là còn 3m bình. M bình cộng với m bình trừ đi m bé bằng 0. Tương đương với, đặt m ra ngoài trong ngoặc là 4m trừ 1 bé bằng 0. Vậy điều đó suy ra được là m lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn bằng 1/4. Do cái điều kiện m khác 0 ở đây, cho nên chúng ta do m khác 0, điều đó suy ra được là m lớn hơn 0 và bé hơn bằng 1/4. Bây giờ chúng ta kết hợp này. Ở trên đây để nó không có cực trị thì m bằng 0. Ở dưới đây để không có cực trị thì m lớn hơn 0 và bé hơn hoặc bằng 1/4. Vậy kết hợp hai điều kiện thì chúng ta suy ra được là m lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 1/4 thì hàm số không có cực trị. Với m lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn bằng 1/4 thì hàm số trên
không có cực trị. Cực trị.